Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Dân mẹo quạnh hưu do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Cảnh thay đổi núi rừng còn dã, huống chi người quý giá bao nhiêu. Từ đây dân mẹo quạnh hưu, cuối mùa cuối tiết thủ tiêu hết rồi. Nghe ta nhắc, đừng bôi quý vị, nếu trễ rồi sẽ bị lao lung. Trận này trời phạt ngày cùng, lịnh trên đã định không dung hồng trần. Ai ngu lo tối tân mù ám. Ai khôn ngoan thông cảm hiền lành. Ai ngu đần bá lợi cùng danh. Ai trí sáng phá đại thành bận cáu. Ai ngu muội giờ này tân tạo. Say xưa mê bỏ đạo mất rồi. Ai khôn chọn đức cao như đồi. Ai dại dột bị trôi biển hài. Ai khôn ngoan giờ này hối cải. Kẻ ngu đần sáng bảy chiều ba. Ai khôn không cửa không nhà. Mong về cõi Phật ma ha gội nhuần. Ai ngu tâm Phật phừng nóng này. Ngày tháng năm tính bảy tính ba tính rồi cũng sẽ ra ma, còn ta khôn khéo thiết tha hàng ngày. Ai khôn ngoan như lai ấn chiếu, kẻ ngu si ta biểu không lo. Ngày mai báo tố mưa to, ai người cầm lái đưa đò cho ngươi, cố gắng đi đại từ đại lực để ngày mai chung sức với thầy. Thiên cơ trời máy tạo vần xây, ta đáp ứng đủ đầy lễ nghĩa. Miếng đất ruộng không lo trồng tỉa, hạt giống lành mai mốt rồi nhờ. Bớ chúng sanh đừng có dại khờ khờ khảo quá lạc bờ lạc nẻo. Trong ngươn hạ này tu cho khéo, dáng đi cho đời mỏng mẻo gian cơ. Trích trong quyển cứu nguy tận thế hai, do đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết pháp tại nhà cô Lê Ngọc Mai Phú Lâm, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỳ vân cư sĩ từ Úc về Việt Nam lần đầu diện kiến đức ngài. Kết tập cứu nguy tận thế trang 92 đến trang 93, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1996. Lời bình Đức Cậu Bần Sĩ tiên báo rằng cuối hạ ngươn, cuộc tẩy trần khởi từ năm dần mẹo 2022 đến 2023 khói lửa vùng Đông Âu Ukraine vô cùng khốc liệt. Chiến tranh nguyên tử sẽ bùng nổ, thay đổi vạn vật, rời non lấp biển, người chết nhiều vô số, biến địa cầu thành cảnh thưa thớt quạnh hưu tang thương. Cảnh thay đổi núi rừng còn dã, huống chi người quý giá bao nhiêu. Từ đây dần mẹo quạnh hưu, cuối mùa cuối tiết thủ tiêu hết rồi. Nghe ta nhắc, đừng bôi quý vị. Nếu trễ rồi sẽ bị lao lung. Trận này trời phạt ngày cùng. Lịnh trên đã định không dung hồng trần. Người khôn nghe báo tin trời phạt ngày cùng. Mau gấp sám hối cầu nguyện ăn chay niệm Phật niệm Chúa làm lành lánh giữ sẽ được cứu rỗi. Còn kẻ ngu mê làm hung dữ sẽ bị trừng trị không dung. Miếng đất ruộng không lo trồng tỉa. Hạt giống lành mai mốt rồi nhờ. Bớ chúng sanh đừng có dại khờ. Khờ khảo quá lạc bờ lạc nẻo. Trong ngươn hạ này tu cho khéo, dáng đi cho đời mỏng mẻo gian cơ. Sydney, ngày 26 tháng 1 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.